Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, đã có rất nhiều tranh cãi về việc tình yêu với tình dục, cái nào xuất hiện trước và cái nào xuất hiện sau trong một mối quan hệ. Và một người đàn ông hay một người phụ nữ mỗi lần gần người yêu là lại ham muốn chuyện ấy, thì liệu rằng anh ta hay là chị ta có yêu thật lòng hay không? Trong video ngày hôm nay thì Khánh Ngọc muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn vấn đề này nhé. Quý vị thân mến, đàn ông và phụ nữ có quan điểm tâm lý và sinh lý khác nhau. Ví dụ đàn ông thì luôn tiếp cận phụ nữ bằng những hấp dẫn về mặt thể xác, sau đó mới thể hiện những cử chỉ, ngôn ngữ của tình yêu. Trong khi phụ nữ thì lại bắt đầu bằng ngôn ngữ, cử chỉ của tình yêu, sau đó mới thúc đẩy những ham muốn về mặt thể xác. Chính những khác biệt này tạo ra góc nhìn khác, sự đánh giá khác nhau về tình yêu. Chẳng hạn khi một người đàn ông có mối quan hệ với một người phụ nữ, mỗi lần gần nhau là anh ta chỉ muốn ngay lập tức đưa cô ấy lên giường. Đàn ông thường rất khó để kiên nhẫn trong cái việc này. Phải lên giường làm tình, thể hiện tình yêu bằng tình dục chứ không nói chay, đúng không ạ? Ít nhất thì bàn tay cũng không thể thừa thãi khi mà ngồi cùng bạn gái. Vì điều này nên phụ nữ đặt ra nghi ngờ, tại sao anh ta không thể nói chuyện, tâm sự với mình một cách đàng hoàng, chưa nói được dăm câu đã đòi cởi áo người ta ra rồi. Và phụ nữ luôn mang một mối lo ngại, đó là người đàn ông này có thể không yêu mình mà chỉ lợi dụng mình để thỏa mãn nhu cầu ham muốn thể xác của họ. Vậy quý vị nhìn nhận đánh giá vấn đề này như thế nào? Quý vị thân mến, theo khoa học tâm lý thì trong giai đoạn đầu của tình yêu, nó được gọi là sự diễn giải của ham muốn. Đến giai đoạn giữa của tình yêu, nó là một món quà của dopamine trong điều kiện sinh lý, tức là diễn giải của sự thỏa mãn và hạnh phúc. Trong giai đoạn sau của tình yêu, đó là một loại tâm lý chấp nhận. Vì vậy, nếu hai người thực sự yêu nhau, trên thực tế, điều kiện vật chất sẽ gửi ra một phản ứng nhất định để chứng minh tình cảm đó. Chẳng hạn, đó là sự ngại ngùng của cả hai khi gặp nhau, hay là ánh mắt nhìn nhau một cách đầy âu yếm, hay là niềm vui rất khó che giấu khi cả hai gặp nhau. Cho dù là phản ứng nào đi chăng nữa, thì đó chính là phản ứng mà tình yêu được giải phóng trong tiềm thức bởi sinh lý tự thân của con người. Vì vậy, tình yêu đích thực là sự hấp dẫn lẫn nhau của cơ thể, sự ảnh hưởng lẫn nhau của tâm sinh lý và sự cam kết lẫn nhau của cảm xúc. Trong cuộc sống, khi bạn không chắc rằng người kia có thực sự dành tình cảm cho mình hay không, hoặc là mình có thực sự thích người ấy hay không, bạn có thể quan sát từ khía cạnh ngoại hình. Khánh Ngọc ví dụ, khi một người yêu một người, nó không chỉ đơn thuần là nhớ nhau, là chăm sóc cho nhau, là quan tâm đến nhau, mà quan trọng là nó có hấp dẫn về mặt sinh lý với nhau hay không. Nếu một người đàn ông cũng quan tâm tới một cô gái, cũng nhớ một cô gái, nhưng trong đầu lại chẳng có một ham muốn gì về mặt sinh lý với cô ấy cả, thì đây là một sự bất thường. Và nếu muốn nhấn mạnh một cách nghiêm trọng hơn thì phải nói rằng đó là một thứ tình cảm dị dạng. Vì sao Khánh Ngọc lại nói như vậy? Chúng ta quay lại với khung lý thuyết Khánh Ngọc vừa nêu thì thấy rằng đó không phải là tình yêu, vì nó không có sự ảnh hưởng, sự hấp dẫn về mặt thể xác và yếu tố tâm sinh lý tạo nên bản chất của con người khi yêu. Bản chất của con người khi yêu là gì? Là phải có những khao khát chiếm hữu cơ thể cũng như suy nghĩ của nhau. Tình yêu đồng thời phải có cả hai cái này. Nếu quý vị chỉ chiếm hữu được suy nghĩ của một người phụ nữ, tức là tâm hồn của cô ấy, còn cơ thể cô ấy lại thuộc về người đàn ông khác, thì đó còn gì là tình yêu nữa? Ngược lại, người đàn ông khác chỉ có cơ thể của người phụ nữ mà không có được tâm hồn của cô ấy, thì cũng không được gọi là tình yêu. Trong phim Trung Quốc,
hay có câu nói kinh điển là anh có thể có được thể xác của tôi nhưng không bao giờ có được trái tim của tôi. Tức là anh chỉ có được một nửa của tôi thôi. Người ta gọi là cái xác không hồn. Quý vị thân mến, ở ngôn ngữ vật lý được thể hiện bằng những hành động đó là tiếng nói chân thực nhất của tình yêu. Hành động vật lý ở đây bao gồm những hành động gì? Đó là nắm tay, là vuốt ve, là hôn và cuối cùng là làm tình. Đây chính là ngôn ngữ vật lý cho thấy bạn yêu đối phương như thế nào và đối phương yêu bạn như thế nào. Các cô gái luôn đặt ra một mối nghi ngờ rằng không biết anh ta có yêu mình hay không, hay là chỉ muốn chiếm đoạt cơ thể mình thôi. Đây là một khiếm khuyết về nhận thức nếu như phụ nữ nghĩ như vậy. Bởi vì như Khánh Ngọc vừa mới nói, ngôn ngữ vật lý là căn cứ để bạn khẳng định tình yêu của cô ấy có chân thành hay không. Khánh Ngọc ví dụ như thế này, một người đàn ông mà không yêu một người phụ nữ, mục đích của anh ta chỉ là tình dục, thì thái độ khi làm tình của anh ta sẽ tố cáo bản chất của anh ta. Một người đàn ông làm hùng hục như trâu húc mã, không thèm quan tâm tới cảm xúc của bạn tình. Không cần biết là bạn tình có thỏa mãn hay không, không cần biết là bạn tình có thích hay không. Rõ ràng những cái hành động đó cho thấy anh ta chỉ vì bản thân anh ta và chẳng coi người phụ nữ ra gì cả. Các bạn nghi ngờ anh ta là đúng. Nhưng nếu cũng với ngôn ngữ vật lý khi làm tình, người đàn ông nhẹ nhàng, từ tốn, luôn chú ý đến cảm xúc trên gương mặt của người phụ nữ để thay đổi sao cho phù hợp, luôn đặt lợi ích của phụ nữ lên hàng đầu. Họ cũng ham muốn nhưng không phải chỉ vì bản thân mình. Đó có thể là một người yêu bạn chân thành. Nếu tình yêu chỉ thể hiện bằng cảm xúc thông thường của con người, các bạn không thể nhìn ra đâu là thật, đâu là giả. Nhưng nếu cảm xúc này kèm theo những ngôn ngữ vật lý phù hợp, thì quý vị và các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy bản chất ẩn sâu trong đó là cái gì. Quý vị có hiểu này không ạ? Khánh Ngọc muốn nhấn mạnh rằng là tình yêu đích thực là sự hấp dẫn lẫn nhau của cơ thể, là sự ảnh hưởng lẫn nhau của sinh lý và sự cam kết lẫn nhau của cảm xúc. Do đó, một người đàn ông có ham muốn cơ thể của người phụ nữ là điều tốt trong tình yêu. Chỉ sợ rằng khi ngồi bên cạnh một người phụ nữ mà người đàn ông lại không có một chút ham muốn gì về mặt sinh lý, không khao khát, không muốn khám phá cơ thể của người phụ nữ ấy mới đáng lo ngại. Thứ nhất, có thể là anh ta không phải là đàn ông. Thứ hai là cơ thể của người phụ nữ không đủ sức để hấp dẫn người đàn ông đó. Cả hai cái này đều cực kỳ tai hại. Có người phụ nữ từng khoe với bạn mình rằng anh người yêu của tao rất đàng hoàng, ngồi với nhau mà anh ấy không đụng chạm gì cả, rất biết giữ khoảng cách. Nhưng rồi sau khi cưới nhau thì phát hiện ra rằng là anh ấy không thích phụ nữ mà chỉ thích đàn ông thôi. Và kết cục là gì ạ? Cuộc đời người phụ nữ chìm trong một bi kịch rất đau khổ. Tất nhiên nó không phải phổ biến nhưng vẫn cần phải lưu ý. Quý vị thân mến, trong video này thì Khánh Ngọc chỉ muốn nói với quý vị rằng nếu không có những khao khát về thể xác ngay từ ban đầu khi yêu thì đó không phải là tình yêu đích thực. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.